Hello, xin chào bạn, mình. mình là Joey đây Và đây sẽ là cái video mà mình sẽ đưa cái cảm nhận đầu tiên của mình với cái con chuột Ninjutsu -so Sora đó các bạn Thật sự luôn, mình rất, mình khá là bất ngờ luôn đó, Tại vì phong cách xanh giấu mình gọi là rất là kỹ luôn á Cho tới khi mà nào mà mình qua mình qua mà kiểu mình để để mà mình xin cái con Atlantis Mini về đó, Để mà mình review rồi sử dụng và so sánh cái thứ với những cái con chuột nhỏ còn lại á Thì họ kêu là Làm content không? Chọn có hoặc không mình thì mình cũng ok mình là một cái con người rất là thích content cho nên là cũng ok đây <laughs> một con chuột mới mẻ đây rồi mình kiểu wow wow cú cú what giấu mình kỹ tới tới, tới cỡ đó các bạn rồi xong rồi kiểu mình cũng kiểu à, mình là uh, của sẽ lấy giấu như vậy nhưng mà cuối cùng thì uh, Ninjutsu ở Việt Nam mình cũng đã về được Ninjutsu và chắc chắn là cũng đã phân phối được cho nên là mọi người có thể uh, đặt hàng con này và mình nghe nói nghe thoáng qua thôi nha đó là khoảng đâu tầm 1 uh, tuần rưỡi hai tuần nữa là hàng về Việt Nam cho nên là nếu, nếu các bạn thích thì các bạn cứ xuống cái phần miêu tả mà các bạn uh, bấm vào link để mà các bạn mua giúp đỡ của mình giúp đỡ channel các thứ tại vì mình cũng khá là đói với cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái con chuột Nintendo này là nó cho mình một cái cảm giác nó là một cái con XM1R nhưng mà không dây và cái phần hông của nó thon hơn, nó kiểu nó thanh mảnh hơn là một cái con X1R á, với lại cái phần nút hông của nó thì nó khác X1R tại vì X1R nó cho mình một cái nút hông mà nó giống như um, nút hông của Lamzu Atlantis nhưng mà nó không có được cách ra, như các bạn thấy cái nút hông này nó giống như là một cái nút hông của Pulsar hoặc là uh, của G -Pro X các thứ cái kiểu vậy, như và cái cảm nhận đầu tiên của mình mà mình thấy thích nhất ở cái con chuột này là cái click của nó cái click của nó thật sự khá là nổ luôn nổ nổ chập là nổ đùng 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 luôn các bạn các bạn nghe không mình bấm ở dưới này mà mà mà, mà. rất là nổ cái, cái tiếng click của nó mình phải nói là thật sự nó rất là nổ và mình cảm thấy là rất là thích cái tiếng click nó còn về cái phần con lăn đó thì cái con lăn này nó cho mình thấy giống như một cái con mà các bạn thấy giống không con này hơi dơ xíu <laughs> các bạn thấy giống không đó nó easy như một cái con chiprex hoặc là pulsar x hai uh, luôn nhưng và còn về cái dáng chuột đó thì mình cảm thấy là cái con này đó, đối với mình nha đối với một cái bạn người có một cái bàn tay 17 bảy 10 mười như mình đó, thì bà cầm cái con này thì nó cũng khá là chế với chứ nó không phải là nó vừa tay lắm tại vì cái con chuột này nó khá là dài các bạn nhìn thấy nó dài không so với một cái con x hai thì còn về cái chiều cao á, về cái phần mà lưng gù á thì mình thấy là cái gân các bạn thấy cái lưng nó gù ở đây nè giống như kiểu S2 á xong rồi nó nó vuốt hẳn xuống nó kiểu gì nè út út đó cái cái lưng gù của nó kiểu vậy cho nên là khi mà mình cầm vào á thì nếu mà nếu mà các bạn không biết cách cầm của con này á thì các bạn sẽ khá là khó chơi game Mà khá là khó cầm claw tại vì con này cầm aggressive claw rất là tốt và khi mà nếu mà bạn cầm như thế này nè thì á cầm như thế này thì cái phần gù lưng của nó nó sẽ chạm vào cái phần này và nó chỉ chạm vào cái phần này thôi còn về mà cái phần ở dưới á, cái lòng bàn tay ở dưới á, thì nó không có được support tốt hơn là nó không được support tốt hơn là một cái con mà x2 khi mà nó fill hết cái lòng bàn tay ở phía bên dưới này của mình cho nên là mình cảm thấy là nếu mà các bạn có sử dụng con này thì các bạn cầm kiểu cục xúc á các bạn cầm như thế này nè đó rồi cái tay của bạn đó, cái phần này nè cái cái phần tay này nè nó không có chạm dưới bát đó, nó không có rê dưới bát đó thì cầm cái con này rất là sướng cầm chơi game rất là xuống thì con này cầm các bạn sẽ cầm giống như thế nè đó rất là aggressive luôn sau rồi các bạn chơi game như một thằng tên điên vậy đó và còn về uh, fit btfe thì mình cảm thấy là rất là lướt luôn cho nên là đây là những cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái con chuột nijutsu này sora nijutsu sora này thì là uh, uh, các bạn hãy đợi cái video review của mình sớm nhất có thể nha thì uh, đây là cái video mà đưa ra cái nhận đầu tiên Cảm ơn các bạn đã xem Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe Để mà mình uh, có thể Uh, ra cái video review sớm hơn hoặc là các bạn nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn hãy xuống dưới phần miêu tả bấm vào link và các bạn giúp đỡ mình nhé bye bye